Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Hôm nay ngày 31 tháng 8, Đà Nẵng ghi nhận 123 ca mắc COVID-19, tăng vọt so với ngày hôm qua, trong đó có 47 ca đã cách ly tập trung, 22 ca cách ly tạm thời, 42 ca trong khu phong tỏa và 12 ca cộng đồng. Trong số 12 ca cộng đồng có 8 ca phát hiện khi lấy mẫu hộ gia đình. Đáng chú ý có 6 trên 12 ca mắc cộng đồng chưa rõ nguồn lây, gồm 4 ca lấy mẫu hộ gia đình tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, phường Khuê Trung, Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, 1 ca lấy mẫu diện rộng dân cư phường An Hải Đông, quận Sơn Trà và 1 ca có triệu chứng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Tuy nhiên, thành phố cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch, như có 6 xã phường không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp, gồm phường Hải Châu 2, phường Nam Dương, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, xã Hòa Bắc, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang và phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Hôm nay cũng ghi nhận số bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay với 122 lượt người. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng nguy cơ lây lan và bùng phát dịch trên địa bàn thành phố vẫn cao, nhất là tại các khu vực kiệt hẻm và các khu phong tỏa, khu chung cư. Tôi đề nghị là khi phát hiện ra các ca F0 thì các địa phương, các đồng chí phải khoanh thật là chính xác các cái khu vực mà chúng ta nghi ngờ là có F0 trong đó. Tôi nhắc lại là cái việc này rất quan trọng. Bởi vì chúng ta không thể đóng cứng thành phố mãi được, mà tới đây chúng ta phải xác định rất đúng các cái vùng đỏ. Tức là gì? Chúng ta phải phong tỏa đúng để chúng ta có những cái biện pháp về mặt xét nghiệm, về mặt giám sát ở các cái khu vực này một cách nó phù hợp. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị ngành y tế và các địa phương liên quan có phương án giãn dân ở những khu vực có nguy cơ cao, nhất là tại các khu chung cư và các kiệt hẻm. Đối với các lái xe về từ vùng dịch phải có cơ chế giám sát riêng. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu CDC Đà Nẵng sớm có đánh giá về đợt xét nghiệm diện rộng lần thứ tư, đề xuất chiến lược và các biện pháp kiểm soát dịch trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung cho công tác xử lý các điểm nóng trên địa bàn. Chúng ta rà soát tính toán lại cho việc thành lập mới các khu cách ly với quy mô là nhỏ, hạn chế cái số lượng F1. Nhất là những cái F1 mà chúng ta mới bổ sung vào. Chứ còn chúng ta cũng có nói rằng trong nó quản lý chặt lắm, nhưng mà họ không đi, nhưng mà có thể là gió hoặc là môi trường rồi vân vân. Thì nó cũng có dễ dẫn đến chúng ta hạn chế đến mức thấp nhất cho việc này. Căn cứ vào tình hình thực tế ở mỗi khu vực, để chúng ta đánh giá cái nguy cơ của các cái F1 cũng như các cái F liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng yêu cầu các quận, huyện, xã, phường thành lập kênh tiếp nhận nhu cầu của người dân về lương thực, thực phẩm, an sinh xã hội cũng như các vấn đề liên quan đến dịch bệnh. Nhấn mạnh tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, lãnh đạo thành phố yêu cầu các ngành địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời với thực tế dịch bệnh, tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh.